Wow, một đồng chí. Dạ đi phóng xanh. Dạ giờ phóng rồi chú ơi. Rồi rồi rồi, diễn viên chính ra đi. Dạ đây, diễn viên chính của em của ngày hôm nay nha quý vị. Mấy con tôm. Rồi tập trung vô diễn viên chính. Ốc đá. Mấy con ốc này nhìn nó như vậy chứ. Nó là nguy cơ để mấy cây đước bị chết đó quý vị ơi. Dạ biết tại sao người ta đục mấy cây đước ra để bắt tụi nó, người ta đi quắt tụi nó. Ta tìm cách bắt nó. Ta đục khoét thân cây này kia nó chết. Dạ đây là ốc đá. Hôm nay chúng ta sẽ phóng xanh ốc đá. Con gì cũng cứu hết á. Đây là những con thân mềm. Mm-hmm.